Hello bà cô chú ơi, hôm nay em Chi quay lại trường học nè mọi người. Chi nhìn mẹ nè. Chi không chào bà cô chú luôn hả? Nó lớn lên con đi đâu? Giỏi, Chi đi học Chi vui không? Thích đi học đúng không? Học các bạn hả? Trẻ em mà bắt đầu nhập học là lá cũng bắt đầu chuyển màu vàng nè cô chú anh chị. Ở Anh thì vào tháng 10 mới bắt đầu vào thu hả mọi người. Chi sẽ bớt tới rồi chị à. Bà cô chú ơi, em Chi học bài nè mọi người. Con cô chú anh chị hỏi Kim, các bạn hỏi Kim là em Chi đi học trường cấp 1 ở bên Anh thì khác với bên Việt Nam như thế nào ha. Bây giờ em Chi chỉ mới học cái lớp 1 hết cô chú anh chị. Thì những cái lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó thì Kim không có biết là người ta dạy như thế nào ha. Tại vì con mình chưa có học đến đó, mình không biết. Em Chi học lớp 1 thì cái tuần đầu tiên này cô chú anh chị ở trường cho cái gì nè, Kim sẽ cho cô chú anh chị xem là ở trường đã cho Chi cái gì ha. Cái này để là Purple 10, là cái tập này, là cái sách này là ta sách số 10 rồi cô chú anh chị. Là hồi học mẫu giáo á, là Chi đã đọc tới cái sách số 9 rồi. Này số 10 là tiếp theo của hồi mẫu giáo rồi cô chú anh chị. Thì người ta sẽ cho con ngồi ngay ngắn và nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh mới ra quay phim nha. Thì ở trường sẽ cho hai cái quyển sách nha cô chú anh chị. Đây là quyển sách đọc. Ở trong đây nè là có chữ cái nha mọi người, giống như là một cái quyển truyện vậy đó. Nhưng mà mình về mình dạy cho con mình đọc nha. Ở trường thì cô thầy cô cũng dạy rồi, mình về mình dạy cho con mình đọc thêm nữa. Đây giống như là cái bảng chữ cái này nè cô chú anh chị, đó. Cô dạy mình đọc. Đây là có những cái từ này nè, là mình bây giờ mình vẫn còn đánh dần, giống như là cái chữ ban này là đánh dần theo cái kiểu đánh dần của Việt Nam luôn á cô chú anh chị. Đánh dần là b e ban, đọc như vậy đó, chứ chưa có học là ABC hết mọi người. B e ban tiếng Anh cũng giống giống như tiếng Việt đó cô chú anh chị. Còn những cái từ red word nè, những cái từ đỏ này nè, là trẻ em không được đánh dần mà phải nhớ luôn, giống như nhìn vô đây là phải đọc được chữ gì liền. Đó. Và ở trong đây là giống như một cái câu chuyện ha, truyện tranh vậy đó. Là mình về mình dạy con mình đọc. Phải đọc được, bé sẽ đọc được hết những cái này luôn nha cô chú anh chị, đọc hết luôn đó. Chi giờ nó đọc hết rồi. Nhưng mà có những cái từ giống như những cái từ rất là dài luôn nè, 2 4 6 2, 4, 5, 6 gì đó. Là có trong một cái từ đó là có 6 cái chữ cái, thì em Chi phải đánh dần. Hoặc là 4, 5 chữ cái gì đó là phải đánh dần. Đây thêm một cuốn nữa. Đó. Cũng giống như là một cuốn truyện ha. Là về mình dạy cho con mình đọc. Thì một tuần nó thứ hai là cô sẽ phát cho hai cái quyển này. Một cái quyển này, đây là cái quyển truyện
truyện bedtime của chú anh chị là đọc truyện trước khi đi ngủ. Nhà trường cũng phát cho truyện trước khi đi ngủ luôn, này là mình đọc cho con mình. Còn hai cái quyển này nè là phải để cho con tự đọc. Thì trong một tuần á, một bé sẽ được cô giáo gọi lên ngồi với cô, đọc với cô một lần. Trong một tuần sẽ đọc với cô một lần ha, để kiểm tra xem là bé về nhà có tập đọc hay không, ba mẹ có dạy hay không, bé có tiến bộ hay không đó mọi người. Thì cứ một tuần là cô giáo sẽ cho đổi sách mới. Hồi đợt lâu rồi có bạn hỏi Kim mới là những cái cuốn sách mà học học này nè, học xong rồi gửi về Việt Nam tặng được không? Tại vì bạn đó cũng muốn cho cháu học á, nhưng mà không có được hay cô chú chị, tại vì sách này là của trường, trường phát xong rồi mình đem đến mình trả lại trường chứ mình không có được lấy luôn ha, cho nên là Kim không có gửi về được hết cô chú chị. Và bên cạnh đó thì sẽ có bài tập, làm bài tập cái này là viết đó mọi người. Viết thì cũng rất là dễ luôn. Cái tuần đầu tiên là học giống như chữ liếp, cái lá đi, cái lá thì cái chữ nào bắt đầu bằng chữ lá là chữ L nó, ví dụ vậy, giống như cà rốt là cái chữ bắt đầu chữ cà rốt là cái gì, chữ cờ nó. Qua bên đây là sẽ bắt đầu học số toán nè, là bắt đầu viết, cái này là tuần thứ hai. Số 1 thì phải viết thành số 1 là one ha, là phải viết đánh dần như thế nào đó. Mỗi tuần chỉ cần làm một cái miếng bài tập này thôi cô chú anh chị, không có cần làm hết bao nhiêu đây, mà trong vòng một tuần nó mỗi tuần là làm một miếng này thôi, tuần làm miếng này thôi. Nói chung là cũng nhẹ chứ không phải là mỗi ngày đều có bài tập hết ha. Đây là tuần thứ ba nè. Tuần thứ ba thì người ta cho sẵn giống như cái bảng chữ cái này cô chú anh chị, xong mình ráp chữ vô, giống như đây là cái khúc củi nè, là mình ráp vô ra đây là nó đọc như thế nào đó, là trẻ em nó đã học ở trường rồi hay sao đó, rồi về nhà sẽ tự ráp vô hán gì, hoặc là đây là con mèo thì người ta cho trong đây có 6 cái chữ cái nè, lựa cái chữ nào ra mà thành chữ con mèo thì cát á, cờ a à, là trong đây có 6 chữ mà phải tìm ra 3 chữ, không có giống như Việt Nam thôi chú chị. Ở Việt Nam mình đi học là mình đi mỗi ngày mình đi về á, mình viết tập tô ha, các bé sẽ viết tập tô rồi tập đọc rồi có gì nữa không cô chú chị, làm toán nữa phải không, mà nhiều đó. Nhưng mà Kim thấy bên đây tại vì hiện tại là mới vô cái tuần đầu tiên là như vậy thôi ha, còn mai mốt thì không biết là như thế nào nữa cô chú anh chị. À còn tập viết, ở Việt Nam mình các bé là sẽ được cho một cái cuốn sách tập tô ha, cái tập tô xong rồi tô xong rồi viết, nhưng mà bên đây là không có tập tô gì luôn á cô chú anh chị, đây là viết cho đây luôn nè, mà chỉ có hai cái ô thôi, viết chữ vô cái ô này ha, nó chứ không có dở năm bốn ô ly năm ô ly như ở Việt Nam thôi chú anh chị. Đây là đi học mỗi mỗi một tuần là ở trường sẽ cho cái tờ giấy A4 như vậy nè, về làm cho thôi chứ không cần tập sách gì hết đó. Trẻ em đi học không có tập sách gì hết trơn mọi người, không mua tập mua sách gì hết, ở trường phát hết, phát sách phát truyện vậy đó. Rồi xong bên cạnh đó là sẽ có một cái app các cô chú anh chị, cái app để mà học tập đọc á, về mình sẽ đăng ký cái app, mỗi một cái mỗi một em học sinh là sẽ có một cái tài khoản riêng ha, một cái tài khoản là một cái tên nickname á, nickname với lại một cái password riêng, ở trường cho cái password luôn với lại cho cái tên luôn Bì, là của ai, là người đó tự vô ha và học, bì, bì. đến mình nói coi, do học trong cái app đó, đó thì sẽ giống như là những cái trò giống như game vậy đó, học giống như học cái chữ cái A đi, là học trong chữ cái đó những cái gì liên quan chữ A hoặc là học số gì đó, thì mình học cho bé học xong hết qua cái chữ A đó, hoặc là A thì có Apple hay là gì đó liên quan cái đó đó, thì học xong cái đó sẽ lên một cái level 2, level 3, level 4 gì đó. Thì của ai đó, của bé nào sẽ tự học, ở trường thầy giáo cô giáo là sẽ vô cái app đó, vô cái tên của các bé sẽ kiểm tra xem ở nhà là các bé đã học đến cái level mấy rồi ha mọi người. Nó tóm gọn là như vậy đó. Bây giờ em Chi sẽ làm bài tập nè, Chi làm bài tập này cho mẹ nha. Chi làm bài tập nè bà cô chú ơi, mà viết như vậy đó chứ không có ô ly, dở ô ly gì trơn ha, là bài tập là trong tờ giấy A4 cô cho đó.
Nó tự viết. Không có ngay hẳn hẳn lối gì đó, muốn viết làm sao thì viết. Mà viết như là đẹp rồi đó cô chú anh chị. Mấy cái bạn lớp 1 của Chi có nhiều bạn bây giờ còn cầm viết chưa có được nữa cô chú anh chị, phải có cái dụng cụ hỗ trợ để cầm viết đó cô chú anh chị. Rồi đọc đây. 8 o'clock. Ed, get up. Rex, get up. Okay, good. Louder. 1 o'clock. Ed, has egg and chips. Rex has his lunch is his dish. Đúng rồi, giỏi là qua. Back, as in rear. Back, as in rear. Fluff, as in a soft material. Fluff, as in a soft material. Buzz, as in a sound. Buzz, as in a sound. One more. Grass, as in a plant. Grass, as in a plant. Chị sai một chữ. I know. Rồi bấm OK đi. Hai cô chú anh chị ơi, hôm nay Kim nấu phở bò hả mọi người? Kim nấu bằng cái sườn cô chú anh chị. Đây sườn bò ha. Sườn bò này Kim nấu cũng một tiếng mấy á. Nên là phở của em Chi thì không có rau. Chứ thằng phở không? Bữa nay em Chi ngày đầu tiên đi học hả cô chú anh chị? Đây nè, phở. Rồi Chi ăn đi. Ăn cái ngon không? Okay. Kim nấu cái sườn bò với lại cái rib eye đó, steak rib eye đó. Bữa tôi đi mua xong rồi Kim làm luôn. Kim làm phở ăn luôn mọi người. Xin mời mọi người ha. Cái rib eye này nè, Kim bỏ vô cái nồi luôn của chú chị. Cái nồi nước nước lèo luôn nè, Kim nấu luôn nồi nó phở đó. Kim nấu không biết cả 10 phút không bao nhiêu đó. Nhưng mà nói chung là nó vừa chín tới nha mọi người. Nó không còn đỏ bên trong nữa là được. Ăn nó rất là mềm của chú chị. Cái sườn này đã mềm của chú chị. Do là cái sườn đó, nó có mỡ mỡ đó, cho nên nó mềm, nó không bị dai. Này cô chú anh chị, đây nè, cái này mềm lắm nè chị nè. Ăn thử đi, ngon lắm. Có thịt hộp mà. Cái nẻ chỉ vô, ngon lắm chị à. Ba chị là sẽ không bao giờ ăn cái này. Skin đó má. Thì nó có ăn cái đó đi, rồi mẹ làm cái này cho. Ba chị không bao giờ ăn những cái này đâu, chứ vậy có mỡ lên không bao giờ anh ăn. Anh rất là, anh không ăn mỡ, không ăn da hả mọi người. Ngon.